Đây cá này các bạn, na liệt luôn. Bây giờ thì cạn nước rồi nên là nó nằm phơi như vậy đây. Cạn này. Nên là đi trễ một chút xíu là bắt cá thì nó mất cảm giác. Ui có lông quá. À đây là cua huỳnh đế. Ai làm đây là vụ nữa. Anh thấy mọi người không biết gì. Thấy cái nước đang bảy hai vụ 70 rồi. Bao đăng là gì? Bao đăng là bạn ra biển hỏi thuê một cái đăng cắm sẵn ở ngoài biển. Khi nước lớn, cá sẽ đi theo lưới rồi vào trong đăng. Trong đăng có các ma trận, có 6 cửa ngục. Mà khi những con cá vào đó thì nó không biết đường ra. Bạn là người đi bao đăng là bạn sẽ đi lúc thủy triều nước rút rồi vào bắt hết những con cá mắc kẹt ở trong đăng mang về. Giá đăng được tính trên một lần thuê từ một chai mấy đến hai chai mấy. Không tính trên đầu người nên bạn đi bao nhiêu người cũng được. Cá trong đăng là cá tự nhiên, ngoài biển vào, nhiều hay ít cá còn tùy thuộc vào ngày, vào mùa, vào con nước và hướng gió. Ngày nào cũng có thể bao đăng được, nhưng giờ bắt cá thì đi theo giờ của thủy triều. Nước rút lúc nào thì bạn đi bắt cá lúc đó, không có giờ cố định, nhưng thường một tuần ban ngày, một tuần ban đêm. Bạn muốn biết ngày đó bắt cá lúc nào, hãy xem lịch thủy triều, còn khó quá thì cứ nhắn tin hỏi mình. Bao đăng là bắt cá tự nhiên nên sẽ có ngày đăng có nhiều cá và có ngày đăng ít cá. Có ngày đăng có cá to và có ngày đăng toàn cá nhỏ. Bên chủ đăng có cam kết nếu khách bao đăng mà gặp đăng không có cá thì chủ đăng sẽ trả lại tiền cọc. Còn đăng ít cá thì chủ đăng cũng sẽ xem xét thực tế và hỗ trợ giảm bớt tiền cho khách thuê đăng. Đặc biệt gặp đăng có nhiều cá thì khách được bắt và lấy hết mang về. Bạn muốn đặt bao đăng, hãy nói với mình sẽ tư vấn ngày giờ bắt cá cho bạn. Và nếu chốt được thì bạn chuyển khoản cọc trước 50%, bên mình sẽ giữ chỗ. Rồi, bên mình sẽ gửi định vị, hướng dẫn bạn đường đi ra đăng. Khi ra đăng, bạn sẽ được bên đăng hỗ trợ cho mượn dụng cụ bắt cá. Các bạn chỉ mang theo cái người và bao để đựng cá mang về. Rồi, Mò Cua Bắt Ốc TV xin chào các bạn. Chúc các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và có những phút giây thật là sảng khoái khi xem video này nhá. Hôm nay mình lại tiếp tục dẫn khách vào trong đăng và hiện tại thì mình đang đứng ở vị trí bãi biển Đội Nhái. Đây là vị trí những cái dàn đăng thì hôm nay mình sẽ vào trong đây. Bây giờ là tầm khoảng cỡ 5 giờ, hơn 5 giờ sáng, mặt trời bắt đầu mọc rồi các bạn thấy chưa? Đấy thì khách của mình đang trải nghiệm bao đăng ở đây. Bây giờ mình sẽ vào trong đây mình quay cho các bạn xem hôm nay khách của mình đi bao đăng thì bắt được những con gì. Mời các bạn cùng xem nhé. Rồi thì hiện tại mình đang tiến vào một cái dàn đăng số 4. Đây là vị trí đăng đôi thì khách của mình đang trải nghiệm bắt cá trong này. Mình sẽ vào chỗ này mình quay cho các bạn xem. Ngoài đăng thì nước cũng đã cạn khô và trong đăng thì nước cũng đã khô cạn. Để xem vào trong đây xem là có con gì hay không. Cái này hả? Anh dưới. Đây em đi em cũng nên không bắt nhiều. Em chơi vậy thôi. Bắt chơi thôi hả? Lựa mấy con nào ấy thì bắt. Cái mực hả? Mực mấy cái gì? Cái gì? Cá đuối. Các thái đi vào trong chuồng bên này nè. Nhiều lắm. Đây để vô chuồng bên này kiểm tra cho các bạn xem. Chào cô. Ôi, chào cô. Ôi giời cá nằm như vậy thì. Nó nằm như vậy. Đang nằm phơi tắm nắng à? Đây, cá này các bạn, na liệt luôn. Bây giờ thì cạn nước rồi nên là nó nằm phơi như vậy đây. Cạn này. Nên là đi trễ một chút xíu là bắt cá thì nó mất cảm giác. Lượm. Mình đi khoảng mấy giờ là 4 giờ, nãy là lúc 4 giờ là đấy, mình tới đây, đấy mình tới đây mấy giờ? Tới đây 5 giờ rồi. Đấy hả? Ủa, sao? Cái con này cá gì mà bự vậy? Sao đi chế vậy? Cá đuối á. Ồ. Ừ. Con cá này chà bá luôn nè. Cá đuối. Cá đuối. Chính xác cá đuối. Vô. Rồi nhiêu đây thì làm sao mà ăn hết? Ở ngoài kia em còn không bắt. Đấy hả? Chủ yếu là bắt tôm mực thôi. Vậy thì cá này chắc là có cua biển à? Ờ có con cua biển à? Cua đúng rồi. Cua nhỏ. Có thấy mực chưa? Dạ. Có thấy mực không? Thấy hai con hả? Bắt lắm vậy. Cháu thấy ở đâu? Nhỏ. Cháu nhớ đâu con mực to là mất khi là hai con rồi. Ở đâu có thì giờ dưới bắt thấy đằng đầu đồng nè. Mà nó nằm dưới kia. To lắm. Nó nằm dưới lưới đằng đầu. Thấy là. Cá đuối rất là to. Cá đuối này mà nướng tuyệt vời. Bác về nhà cô làm cho mà ăn thả hồ. Bao la luôn. Thôi à. Có đường cua biển. Cá đuối quá bự luôn à. Nè. Đây, có đặt bàn chưa? Điện cho cô đặt bàn rồi. Đặt bàn rồi đúng không?
Và rồi thì mồi để cô nó. Mất cái này lúc này nè, con muốn con nó mà. Ở đâu? Con kiếm hồi nãy giờ không thấy. Kiếm cái hàng nào tươi sống rồi nó bắt. Hả? Ai bắt rồi? Ai điện đi. Thấy không? Chán bắt cá chưa? Điện lên. Cá thì có xương nhiều không ta? Ôi gì nè. Ghẻ nè. Đối có một nằm xương ở giữa thôi. Một nằm xương này thôi. Ừ, còn lại là rất là thịt không. Cá đối là ngon nhất là cái nằm. Con cá là cái gì anh? Đâu? Con cá vằn vằn này, cá canh đó nha. Cá canh gai nó sắc. Ba! Ba ơi, bỏ ra con đi. Này có con cua nè, thấy không cua không? Bỏ đi. Ừ, bỏ đem bỏ này nè. Để cho ba đem ra đổ ở kia luôn. Hả? Ở bắt ra đem ra đổ ở kia luôn. Đây. Đằng này thì hôm nay bắt cá đằng thiên gần tiêu. Cá bây giờ thì nó nằm ở ngoi ngóp hết. Ô, có con sứa to thế nhỉ? Sứa này cả tấn này. Nào, chà bá luôn hả? Nặng quá à? Ừ, nặng đúng không? Bây giờ nó bị ngộp rồi, nó bị khôi miên rồi. Rồi, quát đây. 4 giờ đâu, thấy nhà mình 5 giờ mới đi mà. 4 giờ là còn nước rồi. Nó ở đây nữa hả? Tỉnh gì? 70 Tây Ninh á, chào cái gì? À vậy hả, 70 Tây Ninh à? Ok, rồi Tây Ninh hôm nay xuống 72 nha. 70 xuống 72. 70 xuống 72 rồi. Ủa anh con cua này cua gì vậy? Đâu. Nè. Cua lồng thôi. Cua. À, đây là cua Huỳnh Đế. Phải không? Đây là. Vụ nữa. Nó sẽ mua không biết gì. Cua là thấy cái núi thôi. Nhân 72 vụ 70 rồi. Sammy đi hả? Sammy đi. Này Hoàng Đế là một á. Đúng rồi, đây là một. Hay nó còn gọi là con cua nhện. Dạ anh hả? Cua này ăn được ngon lắm. Thấy con mực bự ngoài kia đó kìa. Đi bắt được con đấy, mực à. Đây là... Ủa hai được hai con mực bự luôn hả? Thích của mình đi bắt là dạ, bắt mực không. Cá. Cá quá trời ngoài kia mà cá. Quá không. Tha cá. Mẹ ơi ông Phương ơi, mà có cách tới con nữa thì vào chưa? Chốc nữa, 6 giờ. Dạ, 6 giờ bây giờ. Ủa mẹ ơi ông. Tôi đúng cái chuyện.